Thường ấy, chúng ta thấy được Man United ấy sẽ phản ứng và phản ứng khá là tích cực sau khi mà bị một cái kết quả nào đấy không hợp tình hợp lý cho lắm. Ok, cảm ơn Jacky Nguyễn rất nhiều nhé đã trở thành team Devil bạn có thể truy cập được tất cả những emojis độc quyền của Viet Devils ở dưới đây đúng không? Cũng như là tất cả những sản phẩm khác của Việt Devils bạn sẽ được giảm giá. Ngoài ra bạn có thể tham gia được Discord nhé. Nói chung là tất cả thông tin ở trên uh, community tab của Viet Devil xem nhá. Jacky Nguyễn cảm ơn. Sau trận Liverpool mình đá rất tốt, sau trận Man City mình thua mình cũng đá rất tốt. Sau trận thua Seville mình đá cũng rất tốt. Và sau trận Tottenham đây, mình không phải là đá quá tốt nhưng mà mình có kết quả tốt. Đây là những gì mà chúng ta thấy được. Và chúng ta có vẻ như là thấy được một cái pattern, một cái một cái trend rất là rõ ràng đúng không? Có nghĩa là nếu như mà MU có một cái trận đấu nào là tồi tệ ấy thì thường sau đấy là mình đã tốt cái này có lẽ là fan MU chúng ta có thể an tâm về cái điều này tôi nghĩ là thế fan MU của chúng ta có thể an tâm về cái điều này là MU có thể sẽ làm sao MU có thể sẽ 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 có kết quả khá là tốt đấy khá là tích cực sau những cái kết quả không được ổn cho lắm chúng ta thấy được cái điều này hôm nay chúng ta có được một điểm và nói thẳng luôn là hiệp một đã ao trình đúng hay sai hiệp một đã ao trình hoàn toàn ao trình hoàn toàn đúng không hiệp một này khi, khi mà mình đá hiệp một nhiều bạn đó, vào cái phần watch along và giữa hiệp các bạn có bảo ui rồi ơi thật ra hiệp một đá này bình thường quan trọng là hiệp hai nhưng mà chắc còn nhớ ấy chắc còn nhớ là mình đã từng rơi vào cái tình cảnh ở ở đầu mùa ấy đầu mùa khi mà hiệp một mình đá không ra gì không sau hiệp hai đá mới hay không mình luôn luôn phàn nàn với nhau đầu đầu mùa giải ấy là trời ơi Man United xuất phát trận đấu không được tốt cho lắm những cái thứ sau đấy mới bắt đầu lên ga lên gear các kiểu mà xong rồi xong rồi mới bắt đầu đá tốt thì bây giờ nó hơi ngược lại một chút là hiệp 1 ấy mình đá tốt nhưng mà hiệp 2 ấy à là bắt đầu đá hơi lung lay như kiểu cái trận làm sao như kiểu những cái trận như là Seville này trận Tottenham Hotspur này và nói thẳng luôn là trận hôm nay trận hôm nay là đá nó hơi lung lay ở đoạn cuối và cái kiểu đá bóng ở cuối ấy, khi mà đem vào Anthony Martial và Harry Maguire thay cho Hôm nay nó thật là không thể nào là trồi hoa bia được đúng không? Hôm nay là rau muống Thay cho rau muống với cả thay cho ai nữa Thay cho sao bây giờ ấy Thì chúng ta thấy được ấy là Ten đi theo cái hướng rất là defensive Có nghĩa phòng ngự Phòng ngự và Harry Maguire được tung vào sân Với một trọng trách thôi là cứ có bóng là phát bóng lên Cứ có bóng là phá bóng lên Không cần phải làm gì cả, không cần phải làm gì màu mè phức tạp Đúng không? Thì uh, một cái style rất là Jose Mourinho Một cái style rất là Ole Gunnar Solskjaer Và chúng ta thấy được ấy là nó thẳng luôn là cái đẳng cấp và cái trình độ của mình chưa đến cái level mà mình có thể giải quyết trận đấu bằng cách là kiểm soát bóng và ghi thêm bàn. Pep Guardiola ấy là sẽ kiểm soát bóng và ghi thêm bàn. Tương tự như Liverpool mấy mùa giải trước thôi kiểm soát bóng và ghi thêm bàn. Arsenal bây giờ cũng như thế mà. Mà mình chưa lên được cái level như thế. Mình đang ở một cái level mà vẫn là ok rồi. Thắng được 1-0, 2-0. Ok, bảo toàn tỷ số. Và sau đấy làm sao? Lôi hết tất cả những cái cầu thủ khác ra. Xong rồi đem những cái ông vào. Đấy. Một phần ấy là do cái độ sâu đội hình của Man United chưa được ổn cho lắm đúng không chưa được ổn cho lắm và vì thế thì mình cũng không có nhiều lựa chọn mình không phải là một Man City mà có thể tung vào một một Mares <laughs> một Mares mà trận trước ghi hat trick mà trận sau này là ngồi ghế dự bị sau được tung vào mình không thể là một Man City nhưng mà mình có thể tung vào được một Phil Foden chắc hiểu bị chắc hiểu ý tôi không nhưng mà một phần đấy tôi hiểu vì sao Eric Ten Hag làm được cái điều đấy nhưng mà cái kỳ chuyển nhượng sắp tới đây ấy, nó rất là quan trọng để mình có thể chuyển hóa được cái lối chơi ấy và không gây sức ép về, về cho bản thân nó đến từ nhiều yếu tố nó đến từ yếu tố như tôi đã phân tích rồi ấy là sao David Hare cần phải biết chơi chân hơn và tôi không tin là David Hare có thể giúp MU có thể nâng cúp được ok nó đến từ những cái yếu tố như này ấy, và vì, vì sao mà MU không cần phải đá những cái những cái trận đấu quan trọng ấy mà cứ phải phát bóng lên làm gì cả mà có thể kiểm soát bóng ở phía dưới được nó đến từ những cái yếu tố ấy như là sao chúng ta cần một trung vệ đá chân tốt hơn Lindelof và Luke Shaw bây giờ ấy đang làm một nhiệm vụ ổn. Tôi nói thẳng luôn là một cái nhiệm vụ ổn. Ổn ở đây ấy là sao? Là tạm thời là ok. Nhưng mà chắc hình dung đi nhá. Chắc, chắc, chắc Tôi đang tôi đang một lần nữa nhá, tôi đang đòi hỏi rất là cao, yêu cầu rất là cao. Những gì mà Lindelof và Luke Shaw hôm nay làm ấy, tôi chấm ấy là khoảng 7 điểm 7 điểm rưỡi. Ok, là tôi rất là khen. Nhưng mà ấy, chắc phải hình dung ấy là mùa giải sau này, mùa giải sau nữa này, và tầm cuối tháng 4 này, đầu tháng 5 Là lúc mà chúng ta sẽ đá Semi-finals Champions League Nếu như chúng ta vào được Ok, antifan cứ bình tĩnh Nếu như Nếu như chúng ta vào được semi-finals của Champions League Là đây là những lúc mà chúng ta đá semi-finals Đây là những lúc ấy mà chúng ta đá Đây, sắp tới đây, FA Cup Final Đây là những lúc ấy mà chúng ta cạnh tranh với Man City, Arsenal, Liverpool Cho giải EPL Đúng không? Nếu như mà chúng ta muốn hướng tới một cái Man United ấy, về sau ấy mà có thể cạnh tranh tốt như thế này này. Và tầm cuối tháng 4, đầu tháng 5 ấy thì đây là những cái lúc ấy mà chúng ta cần đấy là ghế dự bị của chúng ta phải có những cái người mà đá được và giữ bóng được tốt. Chúng ta cần một Julian Timber như là về Devils đã phân tích cách đây khoảng 3 ngày rồi là Manchester United đang theo đuổi Julian Timber. Rất ổn. Đây là một cái thương vụ cực kỳ cực kỳ ổn tại vì mọi người nên nhớ Timber là lựa chọn số 1 của Eric Ten Hag kỳ chuyển nhượng trước Trước khi Eric Tenac đến là Eric Tenac đã muốn Julian Timber rồi Timber sẽ trở thành một cái center back chất lượng cho chúng ta để cạnh tranh với Rafael Varane đúng không? Đấy thì khi mà chúng ta không có Varane, không có Lisandro ấy Chúng ta có thể có Luke Shaw và Timber Chúng ta có thể Timber và Lind Lindelof Và lúc đấy mong là Harry Maguire sẽ rời câu lạc bộ Nhưng mà sao? Tôi không muốn ấy là mình tiếp tục trong vòng 1-2 mùa giải tới Mà khi mà thắng một không rồi Mình bảo toàn Bảo toàn tỷ số bằng cách Đem những cái cầu thủ mà không kiểm soát bóng được tại vì sao Eric Ten Hag hạn chế về mặt nhân sự mà chỉ có thể đem về những cái cậu đem vào những cái cầu thủ ấy mà như kiểu ông Fred một lần nữa chúng ta lại thấy một ông Fred ông Fred vào mà chúng đúng là cái nhiệm vụ ấy chỉ có vào mà đá chân người khác thôi thực sự là cái cái kiểu bóng đá của Fred ấy là nó như tôi đã bảo ông, là cái slot machine casino dao động 2 trên 10 Fred hay là 8 trên 10 Fred và tôi đã hỏi chat đấy là Fred vào hôm nay ấy trước khi Fred bước vào sân tôi hỏi chat là Fred các chat nghĩ là hôm nay Fred là bao nhiêu? Tất cả các bạn đều ghi là 8 trên 10 Fred. Fred hôm nay à đối với tôi chắc khoảng 4, 4 trên 10. Không đến mức là 2 trên 10 nhưng mà tôi nghĩ là 4 trên 10. Fred nhiệm vụ Fred ấy vào ấy là nó đúng là một cái sự gọi là bạn hình dung ấy là nếu bạn có Ronaldinho ở một đầu ấy thì bạn có Fred ở đầu còn lại. Đúng không? Một người mà kiểu như là đem đến cái sự tinh hoa và những cái nét đẹp nhất về bóng đá đại diện cho đội tuyển quốc gia Brazil ấy thì bạn sẽ có một ông Fred là cái ông ấy mà thực sự là thiên về hướng chặt chém, phá play và đôi lúc ấy nhìn rất thô rất bẩn mà mình hiểu là ok rồi, thôi được rồi. Ông ấy làm điều đấy thì ông ấy làm cũng tốt cho đội mình thôi nhưng mà nhìn nó rất là nhìn nó rất là, rất là nhìn nó nhìn là xấu mắt ấy. mọi người hiểu ý tôi xem xem rất là nhìn nó rất là nhưng sẽ có những người lên sân để làm những cái nhiệm vụ như thế thì ông Fred là ông ấy vào chỉ để làm cái đấy thôi thì ông ấy cũng làm được đấy nhưng mà đấy cũng ăn cái thẻ vàng thôi Fred là như thế Đá nó rất là chán và nhìn bảo thôi được vứt vào để làm đúng cái nhiệm vụ kiểu như là bù nhìn và không không mấy ai thích thì thì đành phải xem ông Fred thôi nhưng mà ý tôi ở đây là sao một lần nữa tôi quay lại cái ý chính của tôi cái ý chính của tôi ấy là tôi mong là MU ấy khi mà nhìn những cái trận đấu như này cái bài học chúng ta rút ra được nhá chúng ta gần có 900 bạn đang theo dõi livestream đây 124 like Xong mong các bạn để lại một cái like nhá ủng hộ kênh giúp thuật toán YouTube đề xuất kênh tới nhiều fan MU hơn. Nhưng mà cái bài học mà tôi muốn rút ra ở đây này là cộng đồng fan của chúng ta thấy được ấy và cũng như là sao cộng đồng fan MU quanh thế giới ấy, là 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 hướng tới ấy, và gây sức ép cho Man United cho cái kỳ chuyển nhượng này này là chúng ta cần độ sâu đội hình hơn, chúng ta cần nhiều người biết đá bóng hơn, tư duy bóng đá tốt hơn thì chúng ta sẽ không lâm phải vào những cái tình cảnh ấy mà phải dùng ông Fred là lựa chọn thứ hai như tôi đã bảo rồi ông Fred đối với tôi ấy, lựa chọn thứ ba nếu như có một ông nào khác chất lượng hơn ở trên ghế dự bị mà đá cái vị trí đấy, vứt xa bây giờ ra lôi ông đấy vào, đúng không? Ông Fred bây giờ là lựa chọn thứ hai của chúng ta, đúng không? Và tôi không thích những cái ông kiểu như này lên sân nếu như mà chúng ta muốn kết thúc trận đấu kiểm soát bóng chuyên nghiệp. Tôi không muốn là phải lôi một cái ông như là sao, nhưng một cái ông như là ông Harry Maguire vào sân. Tại vì sao? Chúng ta biết là Harry Maguire không giữ bóng, không kiểm soát bóng, không an tâm ở phía dưới, không đem lại sự bình tĩnh, không đem lại sự ổn định. Và Chắc thấy đấy khi mà xem trận đấu ấy Harry Maguire đứng ở ngoài ấy à tất cả mọi người run cầm cập ai cũng co co giật giật ai cũng tổn đã bảo chat là các bạn sẵn sàng chưa các bạn bắt đầu bảo đòi anh ơi thuốc trợ tim của em đầy đủ hết rồi bình oxy của em đầy đủ hết rồi cái <laughs> thứ có bao giờ mình nói thế với một Roy Keane vào không một Ashley Young vào không một uh, một Gary Neville trước đây vào không một Rio Ferdinand từ ghế dự bị vào không chả bao giờ mình nói câu đấy trong à. cái đội trưởng trước đây của MU à. Bây giờ đây kể cả ông Bruno Fernandes Chả bao giờ mình nói thế với ông Bruno cả Đúng Mình chả bao giờ nói như thế cả Nhưng mà Harry Maguire ấy là mình phải nói thế Đơn giản thế thôi Vì cái trình độ của những cái cầu thủ dự bị của chúng ta ấy, Nó kém Nó quá kém, nó quá tệ Và ấy, vì cái đẳng cấp Và cái khả năng của những cái cầu thủ dự bị của mình Nó kém như này này Nó dẫn đến cái việc ấy là MU ấy phải thay đổi cái lối chơi rất là nhiều khi mà chúng ta muốn bảo toàn tỷ số mình không thể giữ nguyên được cái lối chơi như kiểu Arsenal hay làm sao như là như là Man City được mùa giải này hay là Pep, à, như là uh, uh, Jurgen Klopp ở những mùa giải trước Jurgen Klopp những mùa giải trước à nếu như mà sao nếu như mà sao nếu như ông 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 Sadio Mane bị bị làm sao cả lôi Diaz vào chả bị làm sao cả mọi thứ vẫn trơn tru hoạt động như bình thường nếu như Henderson có vấn đề gì lôi Thiago vào chả có vấn đề gì cả đúng không mình cần độ sâu đội hình hơn và man united ấy, thực sự ấy, là nếu như mà muốn vươn tới cái đẳng cấp kia kìa cần đầu tư hơn rất nhiều tại vì cái độ sâu đội hình sẽ là cái sự khác biệt giữa một nhà vô địch và một người xếp thứ hai arsenal hiểu được cái điều đấy fan arsenal hiểu được điều đấy không ai là ai là fan arsenal ở đây fan arsenal hãy cho chúng tôi biết cái sự đẳng cấp ở đây ấy, là kinh nghiệm cũng như là độ sâu đội hình và chúng ta thấy được đấy là một man city có thể thi đấu được hết tất cả mọi chiến trường mọi mặt trận và họ vẫn có được cái độ sâu đội hình rất chất lượng và MU cần phải đầu tư hơn rất rất nhiều để đến một cái lúc nào đấy là đến cái giai đoạn này này mình có thể tung được những cầu thủ tốt vào kết thúc trận đấu và trận sau à mình tiếp tục đá với một Bayern Munich ở trong semi finals một Real Madrid ở trong semi finals một PSG ở trong semi finals thậm chí là một đội nào đấy của giải ngoại anh ở trong semi finals của của Champions League đúng không mình phải hướng tới cái mô hình như thế mình phải như thế thì mình mới đạt đến những cái đẳng cấp mà mình 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 tham vọng và mình muốn cái câu lạc bộ này của chúng ta đạt tới được hiện tại những gì mình làm ấy là ok những gì mình làm ấy là rất là hài lòng cho mùa giải này và tôi tin chắc thôi là rất nhiều bạn fan hiện tại đang xem ấy gần một nghìn bạn đang theo dõi livestream ấy là các bạn đồng tình với cái việc ấy là tất cả những gì chúng ta đang có được ở mùa giải này đây top 4 này carabao cup này chung kết fa cup này là những gì à mà có lẽ là đầu mùa giải nếu bảo MU u là bạn có muốn không chắc chắn một trăm phần trăm các bạn sẽ ngay lập tức giơ tay và các bạn muốn nhưng mà sao nhưng mà bây giờ đây khi mà cái cái bước đi này và cái mục tiêu này của chúng ta đã đạt được rồi thì cái mục tiêu sắp tới của chúng ta cho mùa giải sau là gì là bắt đầu chúng ta phải nghĩ đến cái việc cạnh tranh EPL chúng ta phải nghĩ đến cái việc là đi sâu vào giải giải cúp C1 ít nhất là vào tới semi final đúng không? Ít nhất là cố hướng tới là semi finals qua được qua được vòng 16 và vòng vòng quarter final. Tại vì sao? Man United đang đi đúng đà. Mình đang đi đúng đà. Nhưng mà mình cần phải làm sao hướng tới cái tiếp theo và cái mục đích tiếp theo của chúng ta cần nhiều cầu thủ chất lượng hơn chứ không thể nào mình tiếp tục đem ông Fred vào sân để giải quyết trận đấu hay là một ông như là Harry Maguire vào sân để giải quyết trận đấu được. Ok.